Khởi mi khoe ảnh tự sướng, Phan phát hiện sự thật bất ngờ bên trong nhà riêng. Nhìn kỹ mới thấy điều bất ngờ, ở trong nhà của nữ ca sĩ, khác biệt hoàn toàn với nhiều mỹ nhân Việt khác. Ai cũng biết Khởi mi trung thành với phong cách tomboy năng động, cá tính, quần áo giày dép ngày càng nam tính đến mức tối đa. Và mới đây trong bức ảnh tự sướng, Khởi mi vừa đăng tải lên trang cá nhân, Phan nhận thấy rằng, quả thật ở kệ để giày của Khởi mi nguyên một dàn là bộ sưu tập giày thể thao hầm hố. Bói không ra một đôi cao gót hay giày búp bê nào. Đúng là rất hiếm khi Phan thấy Khởi mi đi giày cao gót. 365 ngày thì có lẽ cũng là 365 lần đi giày thể thao. Dù ở nhà đi chơi hay đi diễn thì lúc nào Khởi mi cũng trung thành với đôi giày thể thao. Khởi mi có bộ sưu tập giày thể thao đủ kiểu dáng và màu sắc. Cũng chẳng thua gì bộ sưu tập giày cao gót của các mỹ nhân khác. Bất kể là mặc quần hay dù có diện váy đi chăng nữa, cô nàng vẫn nhất quyết không từ bỏ giày thể thao. Để khắc phục tình trạng chiều cao khiêm tốn, nữ ca sĩ cũng biết chọn những đôi giày độn gót khá cao. Nếu nói là điệu đà nhất, có lẽ là những kiểu giày lười như thế này. Khởi mi trái ngược hoàn toàn với nhiều mỹ nhân. Phạm Hương cũng hay đi giày thể thao năng động, nhưng cô nàng còn sở hữu cả trăm đôi giày dép cao gót. Bội phục với bộ sưu tập của Miu, Huyền My và cả Hà Hồ đều rất yêu những đôi giày cao gót sang chảnh. Còn Ngọc Trinh thì đúng là trùm giày cao gót. Khởi mi bật khóc, tuyên bố không ngại bị gán biệt danh ca sĩ hội chợ. Nữ ca sĩ bật khóc khi tâm sự cô không ngại bị gọi là ca sĩ hội chợ, miễn sao có thể đến gần với các fan. Chiều ngày 26 tháng 3, Khởi mi tổ chức buổi họp FC với sự tham gia của hàng trăm người hâm mộ, lấp kính khán phòng của nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện ngoài việc chính thức giới thiệu MV mới còn là dịp kỷ niệm 10 năm ca hát của nữ ca sĩ. Trước đây Khởi mi ít khi họp fan, do đó nhiều khán giả ở các tỉnh thành lân cận dành thời gian đến chung vui cùng cô. Với tính cách sôi nổi dí dỏm cùng khả năng hoạt náo, nữ ca sĩ liên tục pha trò khiến các fan bật cười và reo hò. Chương trình cũng không thiếu những khoảnh khắc lắng động. Khi chứng kiến tình cảm của người hâm mộ dành cho mình, giọng ca gửi cho anh không kìm nổi sự hạnh phúc và bật khóc ngay trên sân khấu. Khởi mi tâm sự, không sợ biệt danh ngôi sao hội chợ, nhiều người gán cho mình. Thay vào đó cô chia sẻ, việc đi hát ở những địa điểm này lại là cơ hội may mắn để thân thiết và gần gũi với tất cả fan cũng như bạn bè. Khoảnh khắc hạnh phúc của nữ ca sĩ chính nít được tặng hoa và bánh kem nhân kỷ niệm 10 năm bước vào con đường ca hát của mình. Khởi mi chính thức theo đuổi nghiệp ca hát sau khi giành ngôi quán quân tại cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2007. Không xuất hiện rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, nhưng Khởi mi vẫn là một trong những ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất showbiz Việt. Đối tượng khán giả yêu mến cô phần lớn là học sinh sinh viên. Trong chương trình, Khởi mi không quên tặng fan màn trình diễn ca khúc mới Trải qua và bài hit Dễ thương. Bạn trai tin đồn của nhân vật chính là Kevin Khánh xuất hiện khi chương trình vừa bắt đầu trong tiếng reo hò của fan. Cặp đôi nhận được nhiều tình cảm của các fan và thường xuyên bị ghép đôi. Sau khi song ca bài Một Mai Ta Già, cặp đôi bị làm khó với thử thách ăn mì cùng mắm và giấm. Những biểu cảm của hai giọng ca trẻ khiến hàng trăm fan bật cười thích thú. Ngoài ra cô còn chơi trò chơi cùng fan. Nổi tiếng là người chiều fan nên giọng ca 27 tuổi liên tục trêu gạo mọi người, thậm chí tự làm xấu bản thân để mang lại tiếng cười cho người hâm mộ. Quang Vinh là người con trai đầu tiên Khởi mi thích. Nữ ca sĩ tương tư anh trong một lần vô tình nhìn thấy anh trên TV. Buổi họp fan của Khởi mi với 1.000 người hâm mộ diễn ra hôm qua 26 tháng 3 tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Fan meeting được livestream trên một ứng dụng truyền hình trực tuyến. Trong chương trình, Khởi mi đã chia sẻ về mối tình đầu của mình, người đó chính là hoàng tử sơn ca Quang Vinh. Khởi mi cho biết, trong một lần ở nhà coi phim, xem chương trình ca nhạc và thấy một anh chàng đẹp trai, hát rất hay, đó là người con trai đầu tiên tôi thích và muốn được thấy, được nghe hát thật nhiều. Chương trình được khởi đầu bằng một màn biểu diễn có 102 do người chị sinh đôi của Khởi mi, MC Minh Sù, mang đến khiến khán giả vô cùng thích thú. Tự nhận mình là bà chủ của sân khấu ngày hôm qua, Khởi mi áp đảo cả MC lẫn khách mời khi yêu cầu mọi người phải lầy theo cách của cô.
Khách mời đầu tiên chịu trận không ai khác chính là Kevin Khánh. Trong giới showbiz xôn xao, Kevin và Khởi My là một cặp tình nhân, nhưng họ chưa từng xác nhận điều này trên mặt báo. Kevin Khánh bị lôi lên sân khấu để song ca và chơi mini game cùng Khởi My. Kết quả anh nhận trái đắng là phải ăn mì trộn mắm. Khi nhạc sĩ Bảo Thạch được mời lên sân khấu giao lưu cùng Khởi My và các khán giả, sự lầy lội của chương trình bắt đầu được đẩy lên cao trào, cả hai phải nhảy điệu Gangnam Style trên nền nhạc Bolero. Khởi My còn giới thiệu MV Trải Qua và lần đầu trình diễn ca khúc này cùng Vũ Đoàn Ô. Buổi gặp gỡ fan này cũng đánh dấu 10 năm ca hát của Khởi My. Khởi My, từ gánh củi 5.000 đến các xe khủng, nhà bạc tỷ. Xuất phát điểm từ con số 0, Khởi My khiến nhiều người nể phục với khối tài sản khủng mà cô sở hữu. Sở hữu lượng fan đông đảo nhất trong các sao Việt, một loạt giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ, vô vàn các bản hit và nói không với scandal, Khởi My đang dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong showbiz Việt. Nhắc tới Khởi My, mọi người sẽ nhớ ngay đến cô nàng ca sĩ xinh xắn, đáng yêu và nói không với scandal. Đôi khi cô nàng nổi loạn một chút, nhưng chưa khi nào phá cách sàn sexy, quyến rũ. Chính hình ảnh công chúa tiên dễ thương đã giúp Khởi My chiếm trọn trái tim người hâm mộ mọi lứa tuổi. Nữ ca sĩ hiện là một trong những ngôi sao trẻ, sở hữu lượng fan đông đảo và ổn định nhất của làng giải trí Việt. Thậm chí còn dẫn đầu bảng xếp hạng top Facebook sao Việt được quan tâm nhất hiện nay, vượt qua những nghệ sĩ tên tuổi khác như Hoài Linh, Trấn Thành, Sơn Tùng MTV, v.v. Với lượng người theo dõi vô cùng ấn tượng, lên đến 9 triệu người và tiếp tục tăng lên từng ngày. Trải qua nhiều cuộc thi lớn nhỏ, những thành công chỉ thực sự đến với Khởi My sau khi cô trở thành quán quân của Gương Mặt Thân Quen 2013. Thừa thắng xông lên với một loạt các dự án âm nhạc sau đó, giúp tên tuổi của Khởi My chưa bao giờ hạ nhiệt trong lòng khán giả hâm mộ. Hàng loạt hit đình đám gắn liền với tên Khởi My như Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ, v.v. khiến fan hâm mộ phát cuồng. Đặc biệt, hai MV Gửi Cho Anh của Khởi My tới nay đã cán mốc hơn 60 triệu lượt xem. Ca khúc Gửi Cho Anh 2 đạt mốc hơn 2 triệu lượt xem sau 3 ngày ra mắt. Nhận được gần 100.000 lượt hit, phá kỷ lục của Mỹ Tâm và cũng là MV nhận được số lượt hit nhiều nhất lúc bấy giờ. Gửi Cho Anh cũng đem lại thành công cho Khởi My khi lọt top danh sách đề cử giải MV của năm tại làng Sóng Xanh 2013, đồng thời đạt giải MV của năm tại một lễ trao giải âm nhạc nổi tiếng khác trong nước. Chưa dừng lại ở đó, Khởi My còn vượt mặt Đông Nhi và Harry Won để trở thành nghệ sĩ đột phá tại Zan Online Award 2014. Cũng trong năm nay, Khởi My tiếp tục xuất sắc ẩm giải video có nhiều người xem nhất tại Pops Award và nữ ca sĩ của năm tại We Choice Award. Khởi My cũng là một trong những ca sĩ trẻ có các xe khủng nhất V-pop hiện nay, dao động trên dưới 30 triệu. Được biết các xe của Khởi My tăng chóng mặt kể từ sau khi cô trở thành quán quân của Gương Mặt Thân Quen. Tuy vậy, trước khi đến với thành công ngày hôm nay, ít ai biết rằng Khởi My đã từng trải qua nhiều khốn khó vất vả. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ ly dị, Khởi My được nuôi nấng từ những đồng góp nhặt của mẹ qua từng gánh củi khô ở chợ huyện. Dù thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm, nhưng hơn bao giờ hết, Khởi My vẫn luôn lạc quan và biết trân trọng những gì đã và đang có để rồi vượt qua được tất cả. Sau một thời gian khá dài hoạt động trong showbiz và có được vị trí riêng của mình, Khởi My đã tích góp để mua được căn nhà cho hai mẹ con, cũng như đầu tư cho bản thân nhiều hơn khi là một người nổi tiếng. Hơn nữa, dù đi đâu, làm gì, Khởi My cũng có mẹ theo sát, ủng hộ và giúp đỡ hết mình. Đến nay, khi đã có chỗ đứng trong showbiz, nhưng cô vẫn không thể quên những ngày tháng khó khăn và càng thêm yêu thương mẹ mình hơn. Bên cạnh đó, cô nàng 9X vẫn cực kỳ giản dị và luôn tránh xa mọi scandal để giữ gìn một hình tượng đẹp mắt trong lòng công chúng. Suốt hơn 7 năm đặt chân vào nghệ thuật, có thể nói từ không nhà lầu xe hơi hay hàng hiệu đắt tiền, nhưng với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ, Khởi My hiện nay đã có tất cả. Khối tài sản mà Khởi My có được không phải 9X nào cũng dễ dàng có được. Đây là thành công mà bất cứ ca sĩ V-pop nào cũng mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Lên hình thì xinh xắn, thân thiện, nhưng ai gặp Khởi My ngoài đời cũng phải vào Facebook tố cáo thế này. Trên TV thì ai cũng yêu mến, không biết ngoài đời gặp Khởi My sẽ như thế nào. Là một trong những ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay, Khởi My có một lượng fan hâm mộ hùng hậu khiến ai cũng phải ghen tị. Không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn với tính cách thân thiện dễ gần của mình, cô nàng được rất nhiều fan nhỏ tuổi yêu mến.
Tuy nhiên, đó là những gì Khởi My thể hiện trên truyền hình. Còn ngoài đời, những người từng gặp mặt lại có nhận xét thế này đây. Khởi My cũng chăm chỉ giao lưu người hâm mộ trên Facebook, đặc biệt cô còn phong danh hiệu nữ hoàng livestream. Mỗi lần livestream, các fan đều tranh thủ vào thể hiện tình cảm của mình với thần tượng. Nhiều người may mắn gặp được Khởi My ngoài đời đều để lại bình luận, thể hiện sự tiếc nuối khi không được chụp ảnh với cô. Có fan khẳng định Khởi My ngoài đời rất dễ thương, nhiệt huyết của Khởi My còn truyền sang cả fan. Dù được nhìn thấy tận mắt Khởi My ngoài đời, nhưng ai cũng thể hiện sự tiếc nuối của mình khi không thể chụp hình, mà mong muốn được gặp lại cô nàng lần nữa. Có thể thấy sức hút của Khởi My là không hề nhỏ, đã gặp một lần là không đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Take a body's high.